Ít nhất 229 thi thể đã được tìm thấy trong đất cát sau hai vụ sạt lở đất tại miền nam Ethiopia. Ông Kasahun Abeni, người phát ngôn của chính phủ tỉnh Gofa thuộc vùng miền nam Ethiopia cho biết đã có mưa lớn vào đêm qua và một số người đã bị thiệt mạng do sạt lở đất. Ít nhất 229 thi thể đã được tìm thấy trong đất cát vào thứ ba. Hầu hết những nạn nhân kém may mắn đều là phụ nữ và trẻ em. Số người bị thiệt mạng theo dự trù là sẽ tiếp tục leo thang trong vài ngày sắp tới. Trước khi xảy ra vụ lở đất, nơi đây đã phải hứng chịu nhiều trận mưa lớn kéo dài trong hơn một tuần qua. Và cũng vì thế, việc tìm kiếm những người mất tích đang gặp nhiều trắc trở do địa hình đồi núi hiểm trở, hệ thống đường giao thông nghèo nàn. Nhiều giới chức chính phủ cho rằng rất có thể sẽ xảy ra thêm các vụ lở đất tương tự tại khu vực này. Dân cư có thể trở về nhà trong tuần này khi nguy cơ đối với cộng đồng của họ đã giảm ở phía đông Canada. Hàng ngàn người được lệnh rời khỏi nhà trước một đám cháy rừng dữ dội ở phía đông Canada. Dân cư có thể trở về nhà trong tuần này sau khi nguy cơ đối với cộng đồng của họ đã giảm. Khoảng 9.600 cư dân của thành phố Labrador City, tỉnh Newfoundland đã phải di tản vào tối ngày 12 tháng 7 sau khi một đám cháy rừng bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Nhiều người trong số họ đã lái xe hàng tiếng đồng hồ trong một đoàn xe chậm chạp với khoảng 3.000 người tạm trú ở thị trấn là Happy Valley Good Bay. Chính phủ tỉnh Newfoundland cho biết vào tối hôm thứ Bảy, ban đầu chỉ những nhân viên thiết yếu và gia đình của họ mới được phép trở về, bao gồm những người làm việc tại trung tâm y tế địa phương và chính quyền thành phố. Quân đội Đài Loan đã tổ chức một cuộc tập trận nhằm để rèn luyện khả năng đối phó với sự xâm lăng từ Bắc Kinh. Vào thứ Hai, 22 tháng 7, quân đội Đài Loan đã tổ chức một cuộc tập trận nhằm để rèn luyện khả năng đối phó với sự xâm lăng từ phía bên ngoài, ngay vào thời điểm căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đang ngày một leo thang. Từ lâu thì Bắc Kinh đã xem Đài Loan là một tỉnh lẻ của họ. Và trong vài tháng gần đây, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đã tổ chức nhiều cuộc tập trận gần đảo Đài Loan. Hàng ngàn binh sĩ đã tham gia vào cuộc tập trận Hang Quang của Đài Bắc. Lãnh đạo Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận thường xuyên xung quanh đảo này trong suốt 4 năm qua. Tổng thống Biden sẽ phát biểu trước toàn dân vào tối ngày 24 tháng 7 về quyết định rút lui. Tổng thống Biden sẽ phát biểu trước toàn dân từ Tòa Bạch Ốc trước lúc 8 giờ tối miền Đông Hoa Kỳ tối hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 7 về quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống và cách ông dự định điều hành trong thời gian còn tại vị. Ông là tổng thống đầu tiên kể từ thời Lyndon Johnson năm 1968 rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử. Tổng thống Biden khi kết thúc chiến dịch tranh cử của chính mình, trong khi vẫn giữ chức tổng thống trong 6 tháng nữa, đã hết lòng tán thành bà Harris, người phó của ông trong 3 năm rưỡi qua. Hôm ngày 22 tháng 7, ông nói, tên người đứng đầu tấm vé tranh cử thay đổi nhưng sứ mệnh không hề thay đổi. Tôi hy vọng quý vị sẽ bầu cho bà Kamala. Ông Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tranh luận với bà Harris. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba 23 tháng 7 tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris nếu bà chính thức được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ông nói ông sẵn sàng tranh luận và Donald Trump cho biết khi họp báo qua điện thoại vào thứ Ba sau 2 ngày mà Tổng thống Biden bất ngờ quyết định rút lui và ủng hộ bà Harris tranh cử thay thế cho ông. Ông Donald Trump nói thêm rằng, tôi nghĩ ai được Đảng Dân Chủ đề cử hoặc Đảng Cộng Hòa đề cử đều có bổn phận phải tranh luận. Tuy nhiên, Donald Trump tỏ ý không muốn tranh luận với bà Harris trên đài ABC News. Ông nói rằng, tôi không thích đài ABC do những tin vịt mà tôi xem vào tối qua. Siêu máy tính dự đoán Hoa Kỳ lần thứ 8 đứng nhất Olympic. Hoa Kỳ là ứng viên sáng giá cho vị trí nhất toàn đoàn cả về số huy chương vàng lẫn tổng số huy chương tại Olympic năm 2024. Siêu máy tính là Ray Knox của Nelson dự đoán Hoa Kỳ giành 112 huy chương gồm 39 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 41 huy chương đồng. Nếu dự đoán này thành hiện thực thì Hoa Kỳ sẽ có 8 kỳ Olympic liên tiếp dẫn đầu về số lượng huy chương kể từ khi vận hội Barcelona năm 1992, trong đó 7 kỳ có số huy chương vàng nhiều nhất. Lần duy nhất Hoa Kỳ xếp nhì về huy chương vàng là ở Bắc Kinh năm 2008 với 36 huy chương vàng, kém chủ nhà Trung Quốc 12 huy chương. Tính từ Olympic năm 1992, Hoa Kỳ có 7 kỳ giành hơn 100 huy chương. Thế vận hội Sydney năm 2000 là kỳ duy nhất Hoa Kỳ đạt dưới mức với 93 huy chương. Delta Airlines bị Bộ Giao thông điều tra. Ngày 3 tháng 7, Bộ Giao thông cho biết đã mở một cuộc điều tra đối với Delta Airlines sau khi hàng loạt chuyến bay của hãng này bị hủy hoặc chậm trễ những ngày gần đây.
Trong một tuyên bố, Bộ Giao thông cho biết, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng hàng không thuộc trực thuộc Bộ Giao thông đang điều tra Delta Airlines sau khi các chuyến bay của hãng này tiếp tục bị gián đoạn và có nhiều báo cáo về các lỗi liên quan tới dịch vụ khách hàng. Bộ trưởng Pete Buttigieg ngày 23 tháng 7 cũng cho biết Bộ Giao thông đã mở một cuộc điều tra đối với Delta Airlines để bảo đảm rằng Delta Airlines tuân thủ luật pháp và phục vụ hành khách của mình trong thời gian các chuyến bay bị gián đoạn liên tục.